Ồ đi đi đi. Ê, được, thôi, bỏ 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 cái ý tưởng qua bên kia chơi đi. Rồi. Anh Đại bên đó kìa. Anh nào? Đại ca. Đại ca nào? À, qua coi. Đâu rồi, mày đâu rồi? Đây, nè tao nè. Đâu? Đó. Đây đây đây. Shit shit. Đó, nhìn nhìn qua bờ bên kia thấy anh Đại đứng đứng bên đó. Đó kìa, đó kìa. Yeah. Oh shit. Không, mình xin nhà bên đây đi ha. Rồi thôi, bên đây. Bên đây này, nó đẹp hơn, nó kia hơn. Bên này nó chắc là thức ăn nó dồi dào hơn, nó... Đúng rồi. Sống, cuộc sống, đời sống ở đây nó hạnh phúc hơn, nhiều điều kiện hơn. Ok, còn một level nữa là đủ chế cung rồi, được không? Em hi, level mấy? Level 10 chế cung. Mà em level mấy ra? 9. Để nhìn tụi em level mấy, em level 9 đúng rồi. Một level nữa có cung quá, nếu mà một cuối cung, một level nữa là mình được tăng một bậc trong chủ thức ăn. Đợi ca kìa. Vậy, mấy con mũi đánh đến chết luôn á. Quýnh đi, thọc đi tao mà lại còn thọc là một hồi hai thằng thọc nhau á. Đánh em gần chết rồi, em ơi, không được, yêu ổn. Giáo đâu, đúng không? Ok, đây. Rồi, ok, là level luôn rồi. Cái tưng à. Game này anh phải gánh em rồi. Thì ghét hai thằng như nhau hết rồi. Ok đây ơi, ta có vũ khí rồi. À, tụi này chết rồi hết này. Thì ghét đâu đi. Thì ghét đâu. Không lên. Thôi đi vô đây xây nhà. Ê, nhìn anh bạn này có vẻ không ổn hòa lắm mọi người. Ta xuống dưới rồi, thôi thoải mái. Nhìn anh bạn này có vẻ không ổn hòa lắm. Không chứ em nhìn nó giống ăn cỏ nhưng mà nó có móng vuốt. Chết mẹ ơi, chạy đi Khải. Nó là con chim luôn. Nó là con chim đúng không? Nhìn mặt nó giống con chim lắm. Ừ thôi đừng lay con á. Ông nó nhìn nó đi ngang qua người em, nó bơ em luôn ấy. Đất kè em luôn á. Còn nó nếu con nó là thứ gì đó à, một thể tồn tại ngang bằng với T-Rex. À đúng rồi, hồi xưa em coi phim có một con móng vuốt dài mà đánh nhau với T-Rex được. Để bắt đầu quá trình xây nhà, bắt được hai cái và là chặt cái mũi được hai cái móng nhà được mà. Shit. Gì đó. Ủa, sao hai con kịch đây. Ok, nó hết kịch rồi. Ê, chết rồi. Đủ ngon người ta, được. Ê, có con máy ấy. Máy ấy. Gì? Có con máy. Con máy là con gì? Skin, có con parasol nhưng mà skin máy. Ờ, cái con hồi nãy mày nói gì? Con móng á. Bé lắm hả? Ờ, có, ba. Hiện tại thì nó báo vào rồi. Để em lên chơi nó. Coi chơi. Từ khoan, đây, bắt con này nè Khải. Từ, em cần da để em làm nốt cái dép này coi. Coi dép sắt rồi nè. Con dép sắt? Không, dép gì đây á. Dép da. Không, dép màu đen nè. Phải dép da. Ê, đừng có xiên. Cầm nã bắn á. Thì sao bắn ghi vậy? Mày quăng bồ đà đó. Cái bồ đà tao nói dùng để khóa nó lại đó. Ok, tao chịu rồi. Mẹ, thù dụng vậy. Đó, còn thiết, rất là còn thiết. Con này chó này giờ tao không sợ mày, mày là cái chó. Mày chơi giáp nhiều đấy, người mày tăng nha. Ơ, Hoàng ơi, đông quá. Cái đồ xanh nó rồi. Cái gì? Hoàng ơi, chèo Hoàng. Đúng rồi. Ê, nhắn vô cái giường. Rồi xong chết luôn rồi, đâu mà. Anh chết luôn à? Không, cái con mới bắt chết rồi. Đang bắn cung nó thò đầu vô cái chết luôn đi. Nhấn vô cái giường đó Khai, nhấn vô cái giường rồi sao bắp ra. Em đang ở nơi phương cực lạc rồi ơi. Nó thôi chết thêm lần nữa đi ba. Raptor, ok có yên, ý có đồ sắt rồi nè. Mà có đồ sắt à? Ờ, cái level 20 có đồ sắt rồi. Má chi chế đồ đen. Ủa sao anh level 26 rồi? Ờ. À quên, em level bao nhiêu, chắc em này em cũng đúng. Má nó tới cái nỏ rồi nè, đừng mà. Em level bao nhiêu nữa? Nhấn Y có mà, nhấn Y nó hiện ra level mà. Má, tới chế cây nỏ rồi Khải ơi. Này nhanh quá. Thì hơi nhanh nha, đi chưa gì đó hết, đã bắt đầu chế mấy cái này rồi. Làm vậy nó mất hấp dẫn cho chơi không? Mình không mất gì đâu. Có gì tập sau mình đi bắt T-Rex thôi. Yeah. Tập sau đi bắt T-Rex xong end sớm. Trong đây này, cái nào là win? Ờ, đánh bot. Bot là con gì? Mà một thứ gì đó tao cũng không biết. Tao không biết diễn tả nữa là sao. Nó nhiều bot lắm. Như 3-4 con gì á.